Chỗ này gì nó không dột, trước dột, từ sau dột. Trời ơi. Anh Xuyên hôm nay không có đi làm hả? Không. Em cũng đến bất ngờ. Thôi anh ơi, này nè, mình để gì lỡ mấy đứa bé nó biết bò có nguy hiểm lắm không? Cũng nguy hiểm chứ mà mấy đứa này nó đi rồi, nó không biết bò nữa, nó đi rồi mà cũng có mấy đứa chị nữa, nó giữ rồi. Dạ. Sao? Dạ. Ở đây là cái nơi mình nấu ăn đó anh. Dạ. 6 người, 8 người cùng sinh hoạt trong một cái chiếc ghe như thế này. Lần đầu tiên mà em thấy cái cảnh này mới chịu không nổi luôn á. Cái gì ngon nữa rồi. Chào con nha. Trời ơi. Ở đây là dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang ở huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay tìm về cái dòng sông này, lý do là tìm hiểu được một số thông tin đi Bùi Hồ, được một số người giới thiệu thì có một cái hoàn cảnh gia đình đang sống ở trên lên đên trên chiếc ghe cùng với 6 người con của mình, và cuộc sống rất là vất vả, nên Bùi Hồ muốn đến đây để quay lại cho cô bác quý anh chị sẽ tìm sẽ biết thêm về cái cuộc sống của gia đình của anh chị đó nha. Và chúng ta nhìn thấy chiếc ghe nhỏ nhỏ đằng đó, đó là chiếc ghe của gia đình của chị đang sống, trên đó có 6 người con. Chúng ta nhìn xa xa thì thấy cái chiếc ghe nó cũng xuống cấp lắm rồi, chắc chỉ là chỉ neo đậu một nơi, vừa là nhà và vừa là phương tiện. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng kia không? Gia đình khó khăn dữ ha, khó khăn lắm. Có anh nhà cửa, sao mà sống với ghe à, không có nhà cửa, không chứ ghe không à, ghe bị chìm hết chiếc rồi. Trời ơi. Nhà cái anh đó ở đâu anh? Anh đó ngào ở đây khổ lắm. Ờ. Đất ruộng chứ không có đất ruộng hết trơn. Rồi anh này anh làm than ba. Sống chiếc ghe vậy ở dưới luôn ha. Ở dưới ghe luôn, ở dưới ghe tối ngày luôn. Rồi. Trời ơi. Đứa lớn nhất là nhiêu tuổi anh? Đứa lớn nhất là 12. Nhỏ nhất? Nhỏ nhất là 23, 34 chứ. Anh đó là nhiêu tuổi rồi? Anh đó nhiêu tuổi rồi? Dạ. Khoảng ba mấy 40 rồi. Ôi dạ. Con Nghĩa ơi. Ở đây thì nông dân lao động trên cái dòng sông này cặp neo đậu rất là nhiều. Đường đi ở đây cũng khó khăn hơn cô bác của anh chị. Mưa khô thì nó như thế này, không biết mưa thì nó như thế nào nha. Rồi có nuôi chó nữa kìa. Chắc có lẽ là vì sợ mất trộm á, nên chị ở dưới ghe bè vẫn nuôi chó. Bây giờ đi xuống đây, cảnh sông nước miền Tây á, nhìn nó thoáng mát. Ở dưới sông này thì nó được cái là mát, nhưng mà thấy bấp bênh có em bé nhiều quá dưới đó luôn kìa. Em chào chị. Chị cho tụi em xuống dưới với nha. Ôi ôi, tiếng trẻ con lóc nhóc. Ở đây thì mọi người sống theo dưới ghe nhiều, nhưng mà người ta di chuyển những cái chiếc ghe đó là người ta di chuyển hàng, người ta đi trên ghe đó khoảng 5-3 ngày gì đó, người ta mới đem hàng lên và đi về bán rồi đi về. Còn chị này thì Hồng này thì với anh thì ở đây luôn. Ôi ôi, chiếc ghe có cái bọc mũ đằng đó kìa. Đến mọi người. Cho bỏ dép hộ trên gãy cầu rớt đó nha. Thôi thôi bỏ dép đi. Hai thằng đi được không? Được. Cầu này chắc không chị? Dạ. Dạ em chào anh chị. Ôi ơi. Ở đây là cái chiếc ghe của người ta hay chị? Ghe của em bị chìm á. Ồ vậy hả? Dạ. Hư rồi. Lũng lỗ bành kia trứng. Lũng lỗ bành kia trứng luôn. Hai chú chào các con nha. Nó nói với già cháu ơi. Em lên, mỗi lần lên là chị phải ném nóng cái sợi dây này cho mình lên nè. Dạ, dạ. Rồi, rồi những đứa bé di chuyển rồi sao ta? Dạ, nó bờ kéo vô vậy nè. Dạ. Dạ em chào anh Xuyên. Xích xích vô ai bước gây tét kháng nè. Rồi, rồi. Lớn mà đi không được thì em bé rồi sao đi? Trời ơi.
sáu bé luôn hả anh? Đâu rồi, bé lớn nhất đâu, giới thiệu cho tụi em biết với. Xích ra đây nè con. Rồi, đứa na, đứa nị, đứa tí. Nhà vui quá ha anh ha. À, anh với chị thì em với bạn Đông Gũi Miền Tây hôm nay đến đây để tìm hiểu gia đình của mình đó. À, anh là anh tên Xuyên hả? Anh Xuyên năm nay nhiêu tuổi hả anh Xuyên? 37 tuổi. 37, còn chị? 27 hả anh? Chị Hồng? 35. Chị Hồng 35. Anh với chị thì lập gia đình năm bao nhiêu tuổi anh? 24. 24 tuổi. 24 tuổi đến 37 tuổi, 15 năm. 13 năm. 13 năm. Này. Được 6 cháu. Tầm có 2 trai 4 gái. Anh có thể giới thiệu về các bé cho em xem. Cho em biết tên đi. Nhỏ nó lớn thì con Mai 13 tuổi, nhỏ kế thì 12 tuổi. Kế lần thứ tư thì 9 tuổi. Nên cái thứ năm thì 7 tuổi. Nhỏ kế thằng thứ 6 thì 4 tuổi, nhỏ này 3 tuổi nè. À vậy là 51 nhiều. Dạ. 12 13 12, 11, rồi 9, rồi 7, rồi 5, rồi 4. Dạ. Hai đứa nhỏ 51, hai đứa lớn 51, hai đứa nhỏ, hai đứa giữa cách 2 năm. Dạ. Rồi mình sống ở trên sông nước như thế này lâu chưa? Dạ em sống mười mấy năm rồi. Mười năm. Lên dưới ghe này xuống ghe này 12 năm rồi, tại trên bờ sống năm trên bờ. Dạ, mình không có ruộng vườn gì trên bờ, sao mình sống dưới ghe không anh chị? Không có. Nhà anh chị ở đâu? Lúc trước nhà đó. Chưa cắt cái chỗ chợ gà đi xuống nè anh. Chị gà dạ. Nhưng ngay chắc cầu tàu này luôn nè. Cái cầu mình xuống nè. Dạ. Nhưng hồi xưa là ở đây là nhưng là nó nằm ở dưới cái võng. Dạ. Sau này con ghe nó mới cạp lên. Bà kè đó là làm bà kè. Xuống ghe. Xuống ghe. Xuống ghe ở vậy luôn mười mấy năm luôn. Dạ. Hư một cái chiếc xuồng nữa thay. Một cái chiếc ghe. Dạ. Của em có rồi, hư chiếc này nữa là 4 chiếc rồi đó. Thôi sao nó dễ hư quá. Hằng ngày cái công việc của anh chị là làm cái công việc gì? Không, nhưng vợ ở nhà chăn nuôi thôi mà, có mình tôi đi làm à. Ồ. Vợ thì sáu bé này rồi làm gì nữa. Anh làm gì anh Xuyên? Em làm nhưng bốc vác, nhưng chú vừa em mới gì là làm đấy. Ngày lao động được nhiêu tiền? Trung bình đó mà chỗ người ta mới được có hai nhiều rồi làm được 200 mấy. Dạ. Trăm mấy, 70 công chừng nữa. Dạ, tùy theo ngày ha. À, tùy theo đó. Ừ. Dạ. Mình làm vậy thì có đủ sống không anh? Nói chung là nhiều. Thiếu thì có mấy cái bà già gì cho mấy bà bán nhà. Có mấy cái gà mối đó, ta cũng cho gạo cũng vậy. Mình hơi thiếu thì ta cũng cho mượn mình chút đỉnh. Dạ. Thì ở đây tổng cộng là 6 cháu. Dạ. Thì cháu. Thì mấy cháu biết bơi lội? Ba đứa. 1, 2, 3 lớn. Ba lớn biết bơi lội, còn ba đứa bé thì nhỏ. Chưa. Không biết bơi lội, chưa tập bơi lội được. Rồi sao mình không lên trọ sống anh? Hả? Lên trọ gì khả năng mình lo không nổi. Dạ. Nếu sống giờ nhà trọ giờ cũng tháng cũng 1,000 mấy rồi. Rồi làm chỗ này rồi xin mấy đứa nhỏ rồi sao sống. Ba mẹ anh Xuyên là gần đây không? Gần ở đây mà bà cũng khổ quá, cũng đi bán đồ rồi. Anh có mấy anh em? 4 anh em. Dạ. Bên này cũng 4 người. Ồ mà khổ khó khăn nhiều hay anh ha. Rồi ở đây thì em thấy có cái bóng đèn điện kìa. Có cái này cái đèn bình. Đèn bình hả? Đố bằng bình lớn hả anh? Có hai đèn bình này của bạn em nó cho mượn. Chứ mình cũng không có khả năng còn mua nổi nữa. Trời. Mình có làm nghề sông nước gì không anh? Không. Đánh bắt cá gì không? Dạ có cái chài, chài cũng quạt mà dạ chài gắt hết trơn rồi. Nhưng nhầm khi đó không cũng đi chài bảy giống cá ăn rồi. Dạ gắt hết trơn rồi cũng không có làm được điều gì chứ. Tại tính chi phí mà nuôi 6 bé là cũng cực kỳ khó khăn nên vất vả chứ đâu phải là đơn giản phải không? Rồi một ngày bé đúng rồi. Nuôi một xỉu. Rồi ngày cơm nước ăn cơm đồ gạo đồ ăn chắc ăn nhiều lắm hơn anh, nhiều lon lắm hả? Tại vì gia đình em ngày sáng chiều luôn 8 lon. Sáng 4 lon, chiều 4 lon. Là mình thường ăn cơm với thịt cá nhiều không? Chiều ít hơn chút. Nói chung mày học dịch là nhiều. Học dịch là nhiều hả? Đặc sản của mình là học dịch. Học dịch là nhiều quá. Giờ cái hát này cũng học dịch treo nữa kìa. Rồi con bé này chưa nói chuyện được đâu. Đúng không? Con lại đây chú nói nghe. nó khờ. Mai lại đi. Con ăn cơm với hộp dịch hoài ngán không Mai? Cũng hơi ngán. Hoài ngán, con thích ăn cơm gì nhất? Nhiều món á, sao con nói hết. À, con kể mình thèm cái món gì nhất kể cho chú nghe nữa. Tiếu không ạ?
À, này hổ tiếu hả? Con năm nay học lớp mấy rồi? Không có học. À, không học luôn. Không có bé nào học hết hả anh? Trời. Vậy là con 12 tuổi mà vẫn chưa... 13 tuổi. Vẫn chưa đi học. Biết đọc chữ đâu. Không luôn hả? Tại sao mình không cho các cháu đi học anh Xuyên? Cho, nhưng mà phương tiện cho em quá xa rồi. Em không có khả năng. Một cái trường học ở đâu à? Đây là anh chẳng là cũng cả 6 cây số đó. Rồi dạ. Mình không có xe, không có gì rồi sao được không? Không có xe đạp đâu mình đi được phải không? Thì em thấy ở trên này, ở trên xuồng này thấy cũng khá nguy hiểm quá anh Xuyên. Nó, nguy hiểm bởi vì chị mới ở nhà giữ mấy bé đâu đi làm gì được đó. Trời ơi, mình có số hôn nghèo hay gì không? Chưa làm học tẩu được luôn. Chưa đâu không. Có đất nên nó không cho làm à, không. Rồi cái đâu. Cái ghe của mình như thế này nè, mình sống trên đây lâu người ta biết, người ta có đuổi mình không? Không, không có đuổi. Đuổi. Nhầm khi là ta đuổi mình khó, ta đuổi không? Cũng đuổi chứ. Đuổi giờ tới giờ lui đó. Ta cạp ở đây phải không? Mình chờ lên. Chiếc ghe cái mình chạy xuống lại, mình đậu cũng tới lui vậy đó. Chiếc xuồng, chiếc ghe như thế này nè, mình sử dụng được bao nhiêu năm anh? Ghe này của bà chị mình, nói chung là chiếc ghe của em chị là ví dụ. Ghe đó mới mua chưa trả tiền hết nữa, ghe bị lỗ. Ghe đó là mua 4 triệu bạc á, mình chưa trả tiền hết. Mua ghe trả góp luôn hả? Có mượn tiền người ta mình mua luôn, nắng mà gì trời mình ở á, mua ghe bự ghe đó mình 1 tấn. Trời ơi. Mình mua về nó gọng gãi ở, còn nhà hai có bà của bà chị bá gửi nè, nếu mà không có bà là đợt đó thì con cái biết sao luôn á. Dạ. Nó mưa... giật một cái rồi nó ngay nó đâm cái cây á, lủng lượn bị dai gì nè, bảy bị dai gì nè. Lúc đó chìm chìm là anh có trên ghe không hay là có. Đang dưới ghe chứ. Con mấy bé luôn hay sao? Có trời ơi nguy hiểm dữ trời. Mà nhà nó chìm chứ sáng chứ không phải chìm chắc tối, nó chắc tối là lầm mà. 8 giờ, 7 giờ mấy sáng. Dạ. Mưa gió rồi ngủ nó được anh không anh, em thấy ton rồi không trên này nè. Chỗ này gì nó không dột, trước dột, rồi sau dột. Trời ơi. Anh Xuyên hôm nay không có đi làm hả? Không. Em cũng đến bất ngờ. Thôi con thích đi học không? Hả? Trời ngại quá. Thích đi học chắc không? Nói đi, chú nghe thử. Các con có thường lên bờ không? Có, lên bờ hoài. Lên bờ hoài hả chị? Thấy em thấy là ngại tiếp xúc với tụi em quá. Dạ, cũng ngại quá. Trời ơi, trời. Anh Xuyên có thể cho em vô tham quan cái máy ấm của anh được. Dạ, đi nghe đi không? Trước đi, Trời ơi. Đi đứng ở trên này không quen á, ngủ không quen nửa đêm mà sóng tàu lớn nó chạy lắc lư gì nè. Giật mình không anh? Lắc qua cái mình nhớ lại chiếc ghe mình chìm đó, mình cũng giật mình qua. Cái này là cửa sổ hả? Cửa sổ. Ừ, cho nó mát. Ở đây là chỗ tắm rửa ở đâu? Tắm rửa thì sao đó anh? Cái hồn sao đó. Tắm rửa qua xuồng khi nhảy xong. Nhảy xong mình lên mình vô trong đó mình thay đồ. Ôi đi không quen em giống như bị chóng mặt ta. Say sóng. Ôi anh ơi, này nè mình để gì lỡ mấy đứa bé nó biết bò có nguy hiểm lắm không? Cũng nguy hiểm chứ mà mấy đứa này nó đi rồi, nó không biết bò nữa, nó đi rồi mà cũng có mấy đứa chị nó giữ rồi. Dạ. Không sao. Dạ. Ở đây là cái nơi mình nấu ăn đó anh. Dạ. Nơi mình nấu ăn. Dạ, con này nó chỗ là mình đi á. Này là chỗ mình đi vệ sinh thẳng xuống đây. Chỗ này luôn. Rồi tắm rửa. Hả? Tắm ở đâu? Tắm mình nhảy xong. Nhảy xong này tắm luôn hả? Nhảy xuống cho mình leo lên. Trời ơi. Dạ, chứ không mình ở nước mà. Rồi các bé này sao? Bé gì mấy nhỏ gì không biết lợi, tắm trên này cái nữa mình tắt nước ra. Mình có phòng nào mình nút mấy nhỏ ngồi đây mình xối cái hồi cái nữa mình xuống chung đây cái mình tắt nước ra. Ôi. Mình dỡ mấy dán này. Rồi anh có thể dỡ lên cho em xem với. Nè, đó có độ tắt nước đó vậy đó. Nó tràn vô đây cái gì nữa. Đá gà chó thì như đó luôn. Chó nằm trên bờ đó, tại thấy sủa anh đó rồi. Anh mới nhốt lại nha. Mới nhốt đó. Ôi em thấy ghe ở dưới đó mọc hết trơn kìa. Mọi người thấy không? Em nói mọc hết trơn rồi, tại ghe này cũng là gì mới gửi, mới đi thành phố mới làm á. Trời ơi, đây cũng ở đã đảo như vậy thôi chứ. Ôi ôi. Sao nó lắc lư cảm giác khó chịu quá. Con có cỡ này con có cảm thấy khó chịu không? Hơi khó chịu hả? Ngôi nhà mình lắc phải không? Rồi cái chiếc xuồng này là mình qua đây mình ngồi mình tắm ở trên này. Hoặc là mình nhảy xuống sông.
trời xù ơi. Nó ta cho đó, nhưng mấy người xẹt á, thấy lậu ta gửi rồi, năm đó ta đi. Đây là nồi cơm của mình đây hả? Hôm nay mình ăn cơm gì anh? Hôm nay mình ăn cơm gì anh Xuyên? Anh Xuyên ơi, hôm nay mình ăn cơm gì vậy? Học dịch nữa hả? Không có học dịch, bữa nay người ta cho được hai cái miếng đùi gà trên bờ đó. Ờ. Rồi xào cho mấy nhỏ nè chứ đó. Ừ. Xào nước không ạ? À? Nước để chan. Nghĩa có cảm thấy khó chịu không nhỉ? Nó hơi lăn lăn, trời ơi lắm. Nó khó chịu. Ôi giời, trời 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 trời. Như xây sóng cho nó nè, quen này bị xây sóng nè. Đừng đụng ngang rất dễ thôi. Quá trời nguy hiểm anh Xuyên ơi. Qua vậy nói chung anh có số điện thoại rồi không? Có. Đây là chiếc xuồng. Này chiếc xuồng này là anh làm anh để anh đi vòng vòng hả dưới sông hả? Anh tắm hả? Đấy đây à. Đây em leo lên chiếc xuồng này. Em nhìn ở dưới nhìn lên nè. Nó lắc dữ lắm đó. Đi được không anh? Té xong lắc dữ. Té hả? Nó lắc đó. Đang em quay từ nhà anh quay hướng đằng sau được không? Được được, xuống đây tao vịn nha. Vịn đi Nghĩa. Ừ. Xuồng này giống xuồng ba lá quá ta. Tiền gì bóp bỏ lên đi, cứ rớt xong thì nó không ướt. Không sao. Chút vô hỏi. Rồi xuống đi. Trời 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 trời. Xuống thì anh xuống bình thường, thử đi, không sao đâu. Sao anh nói chìm? Chìm đâu mà chìm. Không có chìm. Đinh nè, vẫn còn. Đây là cái toàn cảnh về cái ngôi nhà của anh Xuyên nhìn từ hướng đằng sau. Bây giờ chúng ta thấy tất cả đều được lợp bằng tôn thiết và là tôn cũ á nghe. Rồi kể cả luôn cái máy ở trên. Anh Xuyên, anh có thường tháo chiếc xèo xuồng này đi vòng vòng không? Anh có thường chạy chiếc xuồng này đi lái đi vòng vòng không? Có chứ ạ. Anh bơi cho em đi, anh với em với anh đi bơi vòng được không? Ừ. Ôi khó chịu. Nghĩa có đi chung luôn không? Đi chung với anh Xuyên luôn đi. Trời ơi, ngôi nhà chiều dài của cái chiếc ghe này á thì tầm khoảng 8 mét anh nha anh Xuyên ha. 11 mét, bề ngang thì khoảng 3 mét. Được tất cả được lợp bằng tôn và mọi thứ. Ở đây 6 người, 8 người cùng sinh hoạt trong một cái chiếc ghe như thế này. Lần đầu tiên mà em thấy cái cảnh này mấy chịu không nổi luôn á. Bây giờ tàu lớn chạy ngang có sao không anh? Không có gì đâu. Để em mới vậy mình bơi mới đi vòng vòng được. Trời ơi. Thôi đi vòng vòng ở ngoài sau nhà anh nè. Mà để có những cái thước phim toàn cảnh thực tế về ngôi nhà của anh Xuyên thì Bùi Hồ nhờ anh Xuyên chạy đi vòng vòng. Ở đó là cái chiếc xuồng chiếc ghe cũ của anh Xuyên mà đã chìm cách đây mấy tháng anh Xuyên. Bữa nay nữa 4 tháng mấy 5 tháng rồi. Còn đây là nhìn từ đằng sau ngôi nhà bếp, căn bếp của anh Xuyên. Chúng ta thấy được rằng là vẫn có cái chân dịch nhưng mà anh đã gác lên vì nó xuồng này nó không chạy được. Chân dịch này nói chung là cái máy này của người ta chứ phải cứ thôi. Rồi ở bên thì được neo đậu bằng một cái thùng phi rất là to để cho nó nổi lên. Ở tại sao đằng trước cái con ghe này là của ai vậy anh? Ghe đó là của bà già vợ. Ôi. Bà đi làm rồi. Bà vậy dạ. Mẹ vợ anh sống trên này luôn hả? Trời ơi. Bà con mình bà sống cái xuồng mình bình thường. Ôi. Nè mọi người thấy nè. Đó. Mình chen vô giữa này được không? Được, được. Mọi người thấy không? Anh lại neo đậu bằng cái này. Anh này anh tự neo luôn anh Xuyên? Dạ. Anh tự neo cái phi này lại hả? Dạ. Còn cái dách nè, dách bên hông nè. Dách này tạc không anh? Mưa lớn tạc anh ơi. Ai 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 ai, ghê quá. Thôi được rồi, tới đây được rồi. Vô không được nữa đâu anh ơi. Rồi. Tới đây kêu nhỏ con kéo mũi mũi ra lên chút xíu muốn tới kéo mũi ra tới. Dạ thôi được rồi. Ở đây địa chỉ của nhà mình là địa chỉ gì ha? Số mấy anh Xuyên? Ở đây là ấp. Ở đây là thị xã gì? Cái gì quá.
con nữa. Chào con nha. Trời ơi. Ở đây là kêu lớp 4. Nhà mình, anh Xuyên ơi em hỏi này, nhà mình hơi khó khăn, tại sao mình lại để cho mà nhiều con vậy anh? Tại nói chung là gì, không phải cái gì mà xưa tại sanh hai đứa đầu, hai đứa gái đó. Dạ. Hai con trai. Ồ. Được thằng trai cũng tính kiếm thêm, nhưng có những chị em là những cặp đó. Dạ. Để gái nữa. Hai con trai thì thêm, tính kiếm thêm đứa nữa rồi. Ồ. Ồ. Mai mốt mình có tính sinh nữa không? Không, nghỉ rồi. Nghỉ rồi hả? Hết nổi rồi. 8 người trên một cái chiếc ghe nhỏ như thế này nè. 8 người một hộ gia đình trên một cái chiếc ghe tạm bợ như thế này. Thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị về hoàn cảnh của anh Xuyên. Thì mọi người có muốn giúp đỡ anh Xuyên thì liên hệ số điện thoại của anh Xuyên Bùi Hồ để trên màn hình á. Rồi sẽ gọi trực tiếp đến anh Xuyên hoặc là qua số điện thoại của Bùi Hồ. Rồi cho em lên bờ nha. Khi mà nãy giờ Bùi Hồ cùng với bạn công gửi miền Tây mình đi tham quan về cái ngôi nhà của anh Xuyên á, thì bây giờ em mới tưởng tượng ra được như anh phân chia như thế này. Ở ngoài đằng trước cái chỗ mình ngồi là nơi phòng, vừa là nơi ngủ, vừa là nơi tiếp khách, có mọi người đến đây. Còn sau cái miếng thiết này thì đó là cái nơi ngủ của các bé anh hả? Nơi ngủ của các bé là ở đây, kể cả luôn cái tủ quần áo. Ở đằng sau này, ở khúc giữa này thì anh lại chia làm cái nơi này gọi là nơi vệ sinh. Còn ở đằng này là cái bếp nấu. Đây là cái góc nhìn. Và nơi đây là cái cửa sổ nè. Đó, thật ra thì... Và trong nhà anh thì nguồn điện duy nhất đó chính là một cái đèn này. Cái đèn này được kẹp từ cái bình như thế này. Và đây là một cái đèn pin. Hết điện rồi. Ngoài sau này không có đèn luôn hả anh? Không. Rồi, chỉ không có một cái đèn luôn. Cô bác của anh chị thấy ngay cả cái miếng mà dừng để mà đi vệ sinh đó thì anh tận dụng từ cái mền đã cũ và những cái miếng vải mà người ta cho anh gáp lại. Tắm thì sẽ tắm ở đây, ở dưới sông này. Rồi. Ở bên này anh tắm, ở bên này mình đi vệ sinh. Dạ. Trời ơi. Thấy chỗ đi vệ sinh, chỗ tắm ở đây nè, gần nhau luôn. Như thế nó có bị ô nhiễm, mình có bị bệnh rồi ngoài da không anh? Không không không. Tại nhà bếp này. Ui dạ. Nước đó gì nó chảy vô không à, mình tắm trên nước. Anh có thể đọc, anh với chị có thể đọc số điện thoại cho em và mọi người biết nghe. Số điện thoại của anh là số mấy anh Xuyên ha? Biết. Rồi anh cái gì? 0355 55 30 30 90 90 19 19 là số điện thoại của anh Xuyên. Dạ. Chị có số điện thoại không? Không, có tại vì hai chồng xài có máy à. Ồ. Hai vợ chồng. Các bé này đâu có được xem cái điện thoại cảm ứng gì hả? Không có luôn, chỉ có cái kêu bóp thôi. Đem về chưa không biết. Trời ơi. Đây nè. Cái cười này nè. Ôi. Đó. Dạ. Xin cái số điện thoại đó là số điện thoại này. Đây. Quá thương. Rồi. Một lần nữa thì Bùi Hồ cùng với gia đình anh Xuyên đã cảm ơn mọi người đã xem video của Bùi Hồ. Và lần này trước giờ Bùi Hồ quay video thì chỉ mong mọi người xem vui, nhưng lần này mong mọi người hãy xem video và thông cảm, thương và chia sẻ cùng với gia đình của anh Xuyên. Nếu muốn giúp đỡ thì cô bác quý anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại của anh Xuyên vừa đọc và Bùi Hồ để trên màn hình. Rất mong mọi người ủng hộ cho anh Xuyên có một cuộc sống tốt hơn, tại vì các bé này nó các bé chỉ được ăn cơm với đa số là với hộp dịch thôi, nên gặp người ngoài cái bất cỡ nghe gì à. Dạ xin chào, rồi gặp lại, chào mọi người đi cái con. Trước khi mà mình với bạn Nghĩa công gửi miền Tây đi lên, anh Xuyên tiễn mình với lại Bùi bạn Nghĩa đi bằng cách là kéo sợi dây. Người ta tiễn mỗi lần là xong là khách ra khỏi nhà phải kéo dây. Kéo dây chứ không phải là lội bộ như mọi người thường hay thấy nha.